Hello, vâng và chào mừng tất cả 500 anh em đang có mặt trên kênh của AS Mobile ngày hôm nay. Ồ, các bạn thấy khẩu súng gì chưa? Đây là cái khẩu súng mới nha các bạn, mình quên tên nó rồi. Đó. Và đạn của nó là đạn 40mm. Như vậy là khẩu súng này nó sử dụng loại đạn khác khẩu súng phóng lựu nha các bạn. Đây, các bạn có thể thấy là nó có 8 viên quả nha. Sâm lập bướm này ครับ mỗi băng đạn của nó là 8 viên nhưng mà bắn là sát thương là ngang ngửa với lại là khẩu phóng lựu. Mình không thể tin nổi là nếu mà cái khẩu này mà có trong game thì nó sẽ loạn game như thế nào. Hay ยิง lùa lùa sải tí này. เฮ้ย เดี๋ยว ใครนี่เข้าบ้านนะฮะเมื่อกี้มันนี่ครับวิ่งออกมาทําไมเนี่ยอีวิ่งออกมาทําไมเรียบร้อยก็อยู่ในชั้นโดยําบายมาตัวก็ทราบนะว่าคือชั้นโดงวยตกด้วยครับแต่น่าขอเมื่อกี้นี่ที่ผมโดดตู้เขาได้ครับว่าผมใส่เกาะ5มาครับเฮ้ยนี่ไงปืนใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวฉันดับความลึก MGL 140นะครับชื่อปืนว่าโอเคที่ได้ล่ะคลิก7นึกว่าไงครับผมจังหวะนี้คือเขาว่าสมมติดาก็เป็น7นึกว่าเหลือ8คนสุดท้ายครับเพื่อนเราฆ่าซอมบี้อยู่เฮ้ยได้ไงวิ่งมาแล้ววิ่งเร็วอย่างนี้ไม่ใช่ซอมบี้แล้วล่ะไอ้น้องเดี๋ยวลองเช็คดาเมจกับกอซ่าก่อนครับผมThì để mà có cái khẩu súng mới này cho các bạn trải nghiệm thì các bạn chỉ cần lòng bùn mày khó lòng bùn mày nó nóng nè nghe tem na tem na bùn ui tiếp tục hai viên đào và đi liệp rồi ô tem tem ô cốt cô nghe ครับ bảo lời bùn mày cực kỳ là nguy hiểm rồi ô nhưng quay em kịch cao à ครับ mình đang 8 nát àtrong cái video này mình sẽ bảo lời ครับ cho các bạn xem đó là cái giá đỡ súng หลังต้นไม้หลังต้นไม้เดี๋ยวเพื่อนเราวิ่งเข้าไปช้าจะผมจังหวะนี้ไงเฮ้ยมันมีปืนใหม่มันมีปืนใหม่อ่ะเรียบร้อยขอซ่าไปก่อนโอ้ยโอ้โหด้านล่างยิงมาอีกครับช่วยหน่อยเพื่อนดึงแดงไม่ไหวนะดึงแดงขี้มันย้ำยังตั้งบังเกอร์ก่อนครับผมจังหวะนี้เอาละครับรู้สึกว่าจะเหลือตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมเรียบร้อยแปดได้ไปแปดคิวคลิปนี้ก็ไม่เน้นคิวนะครับเน้นมารีวิวปืนใหม่แล้วก็นึกหยาด้านจับปืนนะครับไอเทมใหม่แล้วก็โหมดใหม่ซอมบี้นะครับก็เดี๋ยวน่าจะทำคลิปแยกอีกทีนะครับสำหรับเจ้าปืนใหม่นะครับผม MGL 140นะโอ้ยเนื้อมาแค่ไหนมาเหลือตัวสุดท้ายแล้วนะตอนนี้ที่แบบว่าแอบกันจริงๆนะครับโหมดนี้เพราะว่าซอมบี้มันขึ้นบ้านได้ด้วยนะฮะต้องระวังเลยนะครับผมอ้าวเฮ้ยโอ้ได้ที่หนึ่งแบบงงๆเฉยที่ tiếp theo thì mình sẽ cho các bạn xem một đoạn video về cái giá đỡ súng. Đây là video mình lấy từ nước ngoài nha các bạn. Đây và cái giá đỡ súng level 1 đây. Đó các bạn thấy chưa? Đó có giá đỡ súng level 2 nè. Rồi bắt đầu thì các bạn sẽ thấy là sự lợi hại của giá đỡ súng.Đó, level 2 nè. Ok, thì sẽ cho các bạn xem. Đây, bắn nè. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, kinh chưa? Đường đạn cực kỳ ổn định luôn khi nhắm nha các bạn. Đó. Mà mình nghĩ nó cũng không cần thiết cho lắm. Tại vì đã có tay cầm 3 rồi thì cần cái giá đỡ súng này để làm gì. Thì đến khi mà nó ra thì mình sẽ test thật là kỹ cho các bạn xem luôn, để mà xem cái giá đời súng này nó có cái tác dụng gì lớn hơn là cái tay cầm 3 nữa. Tại vì mình nghĩ là đã có tay cầm 3 thì đường đạn nó cũng ổn định với khẩu FAMAS rồi. Ok, tiếp theo thì sẽ là video mình sẽ đi tìm cái khẩu súng mới cho các bạn xem nha. Hello, chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ đi tìm khẩu súng mới, đó là khẩu súng phóng lựu 8 viên. Thì mình không nghĩ là cái khẩu súng đó sẽ ra trong cái map bình thường. Tại vì cái khẩu súng này nó có khả năng sát thương rất là cao, ngang ngửa với lại là khẩu phóng lựu.
Và bây giờ thì mình sẽ xuống tìm thử xem coi có hay không. Bây giờ nhảy xuống thôi. Các bạn xem clip nhớ đăng ký kênh của mình và cho video một like nếu cảm thấy hay. Thì đoạn video vừa qua mình đã cho các bạn xem là khẩu súng đó nó có 8 viên. 8 viên bắn liên thanh luôn, đậu xanh. Hình như là nó chưa ra ở bên server Việt Nam các bạn ạ. Chưa ra khẩu súng mới bên server Việt Nam. Mình đang cố để mà giết càng nhiều zombie càng tốt để mà kiếm cho các bạn xem. Đâu rồi? Ra đây đi. Vẫn chưa có luôn. Cực kỳ là nguy hiểm. Khốn nạn thiệt.
mình vẫn đang đi tìm kiếm khẩu súng đó. Tới đây đi, tới đây đi, tới đây đi, đậu xanh. Không có luôn. Thức thiệt. Có thằng, có thằng, có thằng. Có thằng ở đây. Công tới thôi. Xong. Có súng mới không? Như vậy là thằng này vẫn chưa tìm được cái khẩu súng mới nào cả. Mình sẽ cố gắng đi tìm những con zombie còn lại để mà xem trận này đây có khẩu súng mới hay không đây. Khổ thân rồi các bạn ơi. Hello. Hello zombie. Ăn mình không? Ăn mình không? Ăn mình không? Ăn dao không? Đậu xanh. Ăn dao, ăn dao, ăn dao. Ấy da, đậu xanh. Này thì bắn tui nè. Hư lắm luôn nè. Không có súng mới luôn. Nãy giờ chưa thấy thằng nào cầm khẩu súng mới hết các bạn ơi. Đang rất là cố gắng để mà kiếm súng cho các bạn xem mà chưa có. Chưa có luôn các bạn. Tới đây. Tới đây hết đi. Đậu xanh. Dí theo. Dí theo. Chạy đi đâu hả con sâu? Khó quá các bạn ơi. Có bạn nào mà vào game này vào đi săn zombie mà thấy khẩu súng mới chưa ha? Mình thì mình chưa tìm thấy đây. Một dao ngay đầu. Chặt con này nè, có kẹo nè các bạn. Đấy. Chạy đi đâu? Súng mới của tôi đâu? Đậu phộng. Cao gì lắm rồi nha. Bây giờ tôi cần tìm súng mới chứ tôi không cần tìm những con zombie này làm gì nữa. Nhưng mà bắn nó phải ra ấy. Bị hạ bởi Red Zone à. Kinh thế. Chạy đi đâu? Đậu xanh mày hù cao à. Không có luôn. Cay. Không có luôn các bạn ơi.
Như vậy là chỉ có server nước ngoài thôi nha các bạn. Hiện tại thì chỉ có server nước ngoài mới có thôi. Ở đây có tiếng bắn. Bắn hướng này thì nó sẽ chạy lên đây. Chắc luôn. Đấy, đây, 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 đây. Thanh niên. Thanh niên đây rồi. Dựng bom keo luôn. Hết máu rồi. Xong. Sao thằng này có khẩu súng mới hay vậy ta? Có giáp 4 hay vậy ta? Đậu xanh đó. Vẫn chưa có, nãy giờ mình giết cũng phải là hơn gần cả 50 con zombie rồi mà chưa thấy khẩu súng mới nào cả. Hello, tập hợp tới đây nào. Tập hợp nào anh em. Dắt zombie đi dạo nha các bạn. Thôi chắc mình kết thúc video ở đây. Như vậy là tìm không ra khẩu súng mới nha các bạn. Hiện tại vẫn chưa có khẩu súng mới trong cái bản đồ này. Để mình giết hai thằng còn lại luôn, để lấy top 1 luôn nha các bạn.
hai thằng còn lại đâu rồi? Ra đây. Đúng là đi tìm mệt luôn. Này, đưa khẩu súng mới cho tao. Ơ, con này thần thánh rồi. Súng mới của tao đâu, đậu xanh. Còn mấy con zombie thần thánh rồi nè. Đâu ra có thằng này đây. Quất. Trời. Khô máu nào. Khô máu. Đậu xanh rồi, ok. Quất. Nhào vô. Đậu xanh chạy đi đâu? Mình sẽ xuống đây chém thằng này đứt đầu. Hey, có súng mới không? Ơi, thằng này có súng mới nè. Không phải, đậu xanh. Nó là M79. Okay. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem clip nha. Nhớ đăng ký kênh của mình nha các bạn. Hôm nay mình tìm không ra khẩu súng mới nên là cay quá. Hình như là chưa ra chứ không phải là mình tìm không ra nha các bạn. Chưa ra. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem video của mình. Nhớ đăng ký kênh của mình và bật nút chuông lên để mỗi lần mình đăng video các bạn sẽ nhận được thông báo. Và đừng quên đăng ký kênh AS Mobile Streamer của mình và kênh AS Mobile Vlog nha các bạn. Vâng, và cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye.